Các con nghe cô Lan đọc và quan sát bài viết để chúng ta luyện viết vào vở. Chúng ta bắt đầu nào. Những quả đào Một người ông có ba đứa cháu nhỏ. Một hôm, ông cho mỗi cháu một quả đào. Xuân ăn đào xong, đem hạt trồng. Vẫn ăn xong, vẫn còn thèm. Còn Việt thì không ăn, mà mang đào cho cậu bạn bị ốm. Ông bảo, xuân thích làm vườn vân bé dại còn việt là người nhân hậu các con luyện viết bài chính tả tiếp theo hoa phượng hôm qua còn lấm tấm trên lẫn màu lá xanh sáng nay bừng lửa thẫm rừng rực cháy trên cành Bà ơi, sao mà nhanh? Phượng mở nghìn mắt lửa, cả dãy phố nhà mình, một trời hoa phượng đỏ. Hai đêm qua không ngủ, chị gió quạt cho cây, hay mặt trời ủ lửa, cho hoa bừng hôm nay. Các con chăm chỉ luyện viết để chữ của các con ngày càng đẹp hơn cô lan chúc các con chăm ngoan học giỏi viết chữ ngày càng đẹp cô lan chào các con